Xin chào chị Tô Nha, chào Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Ngược thời gian 8 năm về trước, mình đã biết tin có bầu trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh rất là éo le. Hai vợ chồng em cưới nhau là 3 năm mà không có con, cũng mong lắm. Xong cái mới quyết định là đi khám coi đứa nào bị vô sinh. Đó, thì được anh Lý Hải với anh Nhật Cường giới thiệu cho bác này mắc tai lắm, hai đứa lên chỉnh thử coi làm sao. Chưa kịp khám con mèo là khám em trước, cái bác nội soi với nói: "Ô trời ơi, cha ơi, bữa nay em có cái trứng nở đẹp quá." Ông khoan. Ồ, bác dùng từ đáng yêu quá, bác dùng từ tự nhiên mình có cảm giác như là mình gọi là mình rất là quý cái cơ thể của mình. Dạ. Có cái trứng nở đẹp, trứng nở quá. Đẹp quá. Bác kêu thôi bây giờ tối nay về là 10 giờ làm cái. 10 giờ hả? Phải là 10 giờ hả? 10 giờ làm cái, rồi để đồng hồ báo thức sáng mai 7 giờ làm cái nữa cho chị. Đó, 10 giờ về là một trận. Hôm sáng mèo cũng để đồng hồ á, 7 giờ cũng kêu. Vậy. Có nghĩa là anh mèo cũng được nghe cái lời dặn dạ, nó cùng một rồi. Lúc. Trận thứ hai hơi buồn ngủ ha. Hơi buồn ngủ, giờ đó bây giờ ngủ ngon. Ngủ ngon cực kỳ luôn. Rồi xong cái em có bà chị ở chung nhà chị họ luôn á, là bà có bầu trước em 3 tháng. Thì em cứ nghĩ là bà sẽ có kinh nghiệm nhiều. Em mới hỏi bà là khi mình có bầu là bao lâu thì mình thử que là phát hiện được. Đó thì bà nói chừng tuần. Đó cái anh Tuần gọi điện: "Ông mèo ơi, mua que về tôi thử nha." Rồi ông ra đó mua que thử xong vô ngồi 15 phút hồ thấy lên nó xong. Xong xong. Không có, hai vợ chồng buồn quá không có con đi nhậu. Trời đất ơi. Dạ, ngày nào cũng xỉn lê lết hết rồi xong. Em đi quay á, có những cái cảnh quay mà leo trèo té xả thân đùng 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 nhảy tới bến luôn. Xong em mới sực nhớ lại là à, mình trễ kinh hết 5 ngày rồi. Tự nhiên cái trực giác, cái linh cảm của người làm mẹ, cái em tự em đi ra mua. Em mua 3 que luôn. Ít chứ chị, mua 3 que là ít, không có nhiều đâu. Chương trình này người ta mua sỉ, mua lố không hả? Ở chương trình này mà cái người mà có thể là gọi là lên mặt được thì phải lại mua 3 hộp. Đúng rồi. Thì còn được. Đó, em mua xong cái em để ra em cắm. Lên, hai giặt hết, 3 cây luôn. Cái em tức quá em đem ra ngoài tiệm thuốc tây em hỏi: "Ủa sao kỳ vậy? Hồi tuần trước là chồng mua là không có. Vô thử là không có." Em nghe ngược vậy luôn hả Trâm? em nghe ngược vậy luôn đó. Tại vì mình thử rồi người ta mới giải thích đâu. Người ta nói không, hai vạch là có. Cái em nói là không, kỳ trước ổng mua cho em cái que bằng cái cây tâm mà. Cái bà nói: "Ý cái này không chừng là cái que đó là que thử heroin á." Chết. Chứ không phải là cái que thử ta. Vậy bán thuốc tây cũng chịu lầy quá ha. Mà không, mà em thấy vậy. Tại vì cái que mà em mua vậy nó bự. Nó bự bằng nó dẹp hút. Dẹp đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, nó dẹp. Còn cái que ổng mua về cho em như cái tâm vậy, nó nhỏ xíu à. Đó là đó là ngày hôm sau là em bị ra huyết hồng. Dạ. Sợ quá trời luôn, cái điện cho bác là lúc đó 11 giờ đêm rồi. Cái bác kêu lên nhà bác luôn, là bác chích cho cái mũi thuốc. Bác nói là chích cái mũi thuốc này là hên xui á, sáng rồi em phải đến để bác chích thêm mũi nữa. Là giữ được hay không là tùy duyên, ai về đâu là giữ được bé lớn. Trời vậy là cũng cam go chứ bộ, cũng hồi hộp mà chỉ trong mà đủ thứ, tức là mấy tiếng đồng hồ mình phải đợi để mà mình chích mũi thứ hai thì mình mới rồi. Được an tâm rất. Nhưng mà em luôn. Khi mà mình biết chắc là mình có con và sau hai cái mũi thuốc đó thì mình có nhớ lại những cái ngày tháng say khướt của mình và mình tự trách mình có cào cấu ông kia, mình nói đó thấy chưa, hay là ông kia ông có càm ràm mình không? Có, trời ơi, cào cấu tới bến luôn đó, trời ơi tại ông hết á. Con mà bị cái gì một cái là thiệt á, chắc lúc đó quánh ông luôn. Ủa khoan, bà lại tiếp tục khen ngược ha. Nghe ngược. Tại vì cái người tin vô cái lời kia là bả tên. Đúng mà. Đúng rồi. Ông mèo ông vô tội. Đồng thuận đi nhậu làm như ta ép uổng gì bả vậy đó. Cái giai đoạn mà mình mang thai mình có bị ngán nhiều không? Dạ không, chỉ có thèm. Bé đầu tiên là thèm mì gói là đặt tên mì gói, còn bé sau là thèm bún gạo. Rồi có đặt tên bún gạo luôn. Bây giờ em đặt tên bún gạo mà thèm lạ kỳ lắm, thèm ngang ngược. Em cứ đi đâu mà em thấy gói mì gói hay là cái cọng bún gạo á, là tự nhiên mình ướt nước miếng dạ. Mình cào cấu muốn ăn liền tức khắc luôn vậy đó. Mà thèm được. Một ngày em ăn 3 gói mì gói á. Tới lúc mà lên bàn mổ luôn á, vẫn còn phải nấu gói mì ăn. Nhưng mà lúc đó chị vẫn còn đi diễn mà hả? Chị vẫn đi diễn, chị diễn tới 5-6 tháng luôn á. 5-6 tháng, bụng em cũng không lớn lắm. Bắt đầu qua tháng thứ 7 là mới lớn lên, là mới giảm bớt xô lại.
Hình như con nghệ sĩ biết thân biết phận ha. Đúng rồi chị. Nhiều bạn ngồi đây cũng chia sẻ, bạn này cũng vậy nè. Các con hợp tác. Đây, bụng bầu của em là lưu ý là cũng là có bàn tay của chị Đàn Ngọc Trâm. Cái gì vậy? Cái gì mà thấy ghê vậy? Em đi quay với chị Trâm là tới lúc đó là gần 7 tháng luôn. Cái phim gì đây tiếp ơi. Đúng rồi. Là cũng kinh khủng đó, làm như con nghệ sĩ luôn, nó hiểu hay sao? Biết điều từ nhỏ. Cái suy nghĩ trong lao động của ba mẹ nó có ảnh hưởng đến các con. Yeah. Mình cũng có một cái giao cảm nhất định với các con để các con hiểu được rằng là cái đặc thù là như thế. Dạ. Yeah. Cái bé sao á là em đi dựng chương trình Tiểu Lâm Tiểu Chủ Nhí là em dựng tới lúc gần sanh luôn á. Giác có bụng bự cảng vậy đó, còn lên đóng vai nữa. Trời ơi. Đóng vai bà già mà, cho nên mặc đồ rộng được, không thấy bụng. Trời, tôi tưởng là bà già gì mà bà già mà sao bà già mà còn mang bầu thì làm sao khán giả tin cái tạo hình đó, tôi không hiểu. Em hỏi cái điều này á, em cũng sợ là nó hơi tế nhị. Nhưng mà tại vì trong cái giai đoạn mà chị mang bầu bé thứ hai á, em thấy trên Facebook của chị á, nó rất là nhiều cái status. Đúng tiêu rồi. Cực rất là nhiều cái status buồn. Em cũng có muốn chị tâm sự với em, cũng có gọi, cũng có hỏi thăm chị. Thì em không biết là cái quá trình mà chị mang bầu bé thứ hai á, cái điều gì để làm cho chị gây nên những cái cảm xúc đó. Trước khi em mang bầu á, là em làm cái sân khấu. Thì cái sân khấu đó là thất bại đó, là đã mang một cái nỗi buồn dữ lắm rồi. Tại cái đam mê của mình bị dập tắt á, nên em buồn lắm. Rồi xong sau đó là ba chồng bị tiểu đường, phải cưa một chân, là một tay em chăm sóc ba luôn. Rồi tự nhiên cái biết mình có bầu nữa là bao nhiêu cái áp lực nó dồn vô, cái đâm ra giống như em bị stress vậy. Nó là dạng trầm cảm. Chị đã từng được chia sẻ cái câu chuyện trong đúng cái giai đoạn trục trặc đó giữa Trâm với anh Hoàng, thì chị mới nói là cái tâm tư này thì hãy mang đến chat với mẹ bỉm sữa đi. Bởi vì lần đó là bàn về không phải chuyện sinh con mà bàn về cái chuyện hôn nhân. Thì rõ ràng là đúng là những cái cơn trầm cảm của Trâm tại thời điểm đó, nó làm cho cái quan hệ vợ chồng trở nên rất là căng thẳng. Anh Mèo anh cũng hoảng vì cái điều đó, và thực sự là căng thẳng. Mình vẫn còn nhớ là anh Hoàng anh nói là mình rất là muốn chia sẻ với bả, nhưng mà nhiều khi bả đăng Facebook, xong bả đăng rồi bắt đầu anh em đồng nghiệp thì chung bắt đầu inbox gọi điện, mày làm cái gì, mày để ý tới nó đi, mày ổng nói mình không hiểu gì. Và lúc đó là không phải một người mệt mà cả hai người. Anh Hoàng thì lúc đó chị nghĩ là cái khả năng gọi là cái nỗi lo về kinh tế nó cũng là nỗi lo chung của hai đứa. Xong rồi có thể là ổng vẫn còn ham chơi theo ham kiểu chơi lắm, của các giờ anh tới giờ vẫn còn ham lúc chơi. Lúc đó bị ức là ủa sao mình phải như vậy, sao mình một mình vậy. Và điều đó có thể tạo nên những cái gọi là những cái trạng thái rất là tiêu cực ở em. Yeah. Nên là Facebook là bài đặt post status rồi nền đen thui thui lùi đồ các kiểu, mà post toàn nửa đêm không hà, đêm khuya ngủ không được là post đó. Trời ơi, đây là một cô gái rất là nhiều tâm trạng. Đúng. Và em cảm giác như chị Trâm á, là chị luôn chất chứa đầy ở trong lòng của chị á. Chỉ là một ai mà chích vô một cái là nó trào ra liền. Và nhìn vô chị Trâm á, em chính bản thân em ngày xưa khi mà chưa làm việc với chị Trâm á, em cũng nghĩ trời, chị Trâm chắc chị khó tánh lắm. Chắc là chị dữ lắm, tại vì con mắt của chị rất là to mà giọng thì khào khào. Mắt em không hề nhỏ nha Lan ơi. Bởi vì em đang tính giải thích cho em luôn nè, đó là cái nhân dáng như vậy người ta nghĩ là hơi dữ nên mình khó gần. Nhưng khi làm việc với chị Trâm rồi, mình thấy chị Trâm hiền vô cùng luôn, và coi như là cũng không có mà xăm soi với chuyện của người khác, mình làm việc của mình thôi. Và người luôn luôn chất chứa những cái ưu tư, những cái ức ở trong cơ thể của mình, và chỉ chờ để bung ra thôi, và bung ra trong những cái status. Không, thực sự nếu như mà chị không biết chị có chủ quan hay không, nhưng mà sau vài lần làm việc á, thì chị phát hiện Trâm là dạng này nè. Không phải là Trâm cũng không phải là người không muốn nói. Trâm có vẻ như bị khó khăn ở chỗ đó là mình rất muốn nói nhưng mà mình không biết phải nói làm sao. Dạ. Và chứ vì không, mình không biết phải nói với ai á chị em. Đúng rồi. Mình không biết phải nói làm sao, cho nên là đôi khi có những lúc nó bắt đầu nó tràn, thì bây giờ phải nói, thì bởi vì không biết nói làm sao cho nên đến khi mình nói thì mình lại không nhận được cái sự hợp tác như mong muốn và theo đúng cái kiểu mà để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn như có những lúc bà uất ức, bà chịu hết nổi, bà buộc phải nói với ông Mèo, thì có thể là cái cách nói lúc đó là làm cho ông Mèo hiểu vấn đề theo một kiểu khác. Cái đúng câu rồi. Chuyện cũng không giải quyết được gì mà còn quạo còn thêm quạo. Mà lúc này không phải một đứa quạo, hai đứa người cùng quạo và câu chuyện thực sự làm nặng nề với cả hai. Em cảm thấy sợ hãi, bị ám ảnh. Bây giờ thì đã ám ảnh hết chứ chị.
Bây giờ thì nói chung đỡ nhiều rồi. Thằng đầu của em á, thằng bé đầu á, thì nó khó, nó hơi khó. Cho nên em chăm một mình á, em cực lắm, cực kinh khủng luôn. Ban đêm hả, dậy là đòi bú hai ba cử vậy đó. Mà một mình ên em quay qua thấy chồng ngái khò khò khò, tức muốn đạp cho một đạp. Tức á chị, không phụ em một cái gì luôn. Đó, rồi cái em áp lực quá rồi xong bắt đầu đâm ra cái bắt đầu mình cứ dồn nén. Cái tới có bầu bé thứ hai cũng y chang vậy đó. Đi quay thôi, về nằm ngủ. Đó là cái câu chuyện của đứa đầu còn chưa xong. Đó, ôm dập thêm. Dập thêm nữa, cái đâm ra bắt đầu em chết. Cái lúc mà em gần sanh bé thứ hai á, là em tức ổng quá, em nàng nhỏ cái bụng bầu em lên Đà Lạt mở hơn tuần. Em tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai luôn. Cảm giác trong một tuần đó thế nào? Để thoải mái đầu óc lắm. Cảm thấy thích. Thích lắm hả? Thích lắm. Vì sao? Luôn. Vì sao? Vì cái điều gì mà mình cảm thấy là một tuần ở Đà Lạt đó đối với mình nó là một cái trải nghiệm hợp lý. Không biết sao em lên trên đó em cảm thấy thoải mái lắm. Em cảm thấy không có bực bội, không có nhìn thấy mặt ông mèo á, em không có bực bội nữa. Nhưng mà chị với anh mèo có bao giờ ngồi nói chuyện với nhau về những cái cảm xúc của chị chứ? Có, chị có nói. Và anh mèo có giải thích về hành vi của ảnh không? Có luôn, có giải thích luôn. Và chị có chấp nhận không? Không chấp nhận được. Không, thỏa đáng. Vẫn không chấp nhận. Và đến bây giờ vẫn vậy. Không chấp nhận được. Xin tự giải mèo. Anh rất là kỳ luôn á. Trời ơi, người ta mang bầu con của anh mà người ta cực khổ luôn. Mà anh, người ta đã chia sẻ với anh rồi luôn ạ. Anh trách người ta là tại sao không nói cho anh nghe. Tới hồi người ta nói rồi anh chịu. Anh kỳ quá. Cũng vậy à, sửa đổi được chắc chừng 3 bữa. Xong tới bữa thứ 4 cũng quay lại cũ. Nhưng mà chị vẫn chấp nhận điều đó. Thì vẫn chấp nhận. Thì mình đã có con rồi thì phải dung hòa hết mọi thứ là vì con thôi. Thật ra em rất là thương chị ở cái điểm này. Và em rất là ngưỡng mộ chị ở cái điểm này. Bởi vì khó để mà mình có thể chấp nhận một cái người trái tính trái nết với mình. Một cái người mà mình nói hoài không nghe. Mình muốn thay đổi để tốt hơn cho bản thân của ảnh, rồi tốt hơn cho gia đình. Mà nói hoài anh không nghe, anh không sửa đổi được. Thì chị Trâm chỉ là chuyển qua một cái trạng thái đó là chấp nhận. Cái điều gì ở anh mèo, hoặc là ai, em có tìm thấy được cái điều gì ở anh mèo để em thấy rằng là ừ thì thôi đi, bây giờ trời không chịu đất thì đất chịu trời cho nó xong. Ở anh mèo có cái gì để mình cảm thấy điều đó là thỏa đáng không? Thì ổng không có chăm sóc con cái như mình, nhưng mà được cái là ổng vẫn lo về kinh tế, sửa tả tiền học rồi tất cả cái ổng một mình ổng lo hết. Ổng có yêu thương mình không? Dạ thì nói bỏ qua cái đoạn là yêu theo kiểu ngôn tình và em chưa nói em thở thôi là anh đã hiểu em muốn cái gì. Không, bỏ cái không đoạn có đó đâu, không có em đúng. Thở là cũng không hiểu có em nói em còn chửi trong mặt luôn chưa chắc. Cho nên giờ mình tạm bỏ qua cái đoạn đó, nhưng mà mình có cảm nhận được cái tình cảm mà cái người đàn ông này dành cho mình, cho gia đình nhỏ không? Em thấy ổng thương con thì em nghĩ chắc ổng cũng thương cũng, em cũng ok, cũng ok. sao nhìn gương mặt của hai đứa hơi bị khiên cửa. Cũng ok. Kể luôn chuyện đi đẻ đi. Đúng rồi. Cái ngày hôm đó nó ra làm sao? Lúc chị có bầu mì gói á, là lúc đó nghỉ ở nhà khoảng chừng tháng mấy hai tháng á, là em mới làm cái ăn khuya, là nấu đồ ăn ở nhà xong rồi đi giao cho khách mà ăn khuya đó. Đó là hôm đẻ là giao tới 1 giờ sáng luôn. Đơn nhiều quá uổng, bà tiết tiền á, cho nên bà ráng làm tới 1 giờ sáng. Là sáng 7 giờ leo lên bàn mổ. Trước khi leo lên bàn mổ là bắt con mèo phải đi nấu cho gói mì gói ngoài ăn. Ủa khoan, là em đi mổ theo cái chỉ định của bác sĩ ngay từ đầu? Dạ đúng. Chứ còn những cái dấu hiệu về đau hoặc là ối là nó không có? Em là không có đau đẻ luôn. Tại do thằng nhóc đầu á, là bị nhau choàng 3 vòng. Rồi tới 37 tuần 2 ngày á, là không quay đầu. Vẫn còn nằm ngang, cho nên bác nói em không có đẻ thường được. Bé sau cũng vậy, cũng 37 tuần mấy ngày cũng không quay đầu. Hai đến... đứa là đi mổ tự động hết, tự động hết, không có đứa nào biết đau đẻ. Hèn gì lúc mà em quay chung với chị Trâm á, chị kêu ta không biết cảm giác đau đẻ là gì cả. Không biết đau đẻ là gì luôn. Kêu diễn cảnh đau đẻ đâu diễn được. Vừa mổ xong rồi em vô phòng hồi sức, em nằm mấy tiếng hồ xong ra là chừng 3 tiếng sau ngồi dậy em tự đi sạch nẵm con, bế con đi. Không đau mổ luôn hả? Tự cũng đau nhưng mà em chịu được. Dạ, chắc là do cái cơ địa với cái khả năng chịu đau của từng người thôi. Chứ chị cũng đã từng bị đánh úp bởi cái tư tưởng đó là đẻ mổ không đau đó. Cái tới chừng mổ xong thấy 10 ông trời luôn.
Hai đứa hai cũng đứa vậy. Đứa cũng mổ, không có kỷ niệm gì luôn. Có chị... trang điểm giống bà Lan không? Đúng rồi chị đi đẻ chị có đẹp không? Tại vì người ta đi đẻ chủ động mà. Ừ. Trời không, đi đẻ mắc gì phải trang điểm. Thấy trang điểm. Trời em đi đẻ trang điểm đẹp lắm. Bà trang điểm rất đẹp, để bà chụp hình cho đẹp, bà rặn bà cũng ráng giữ cơ mặt cho đẹp. Em không dám la luôn á chị, em đau dữ lắm em không dám la tại em sợ xấu. Em nhưng mà quả báo nhận tiền à, đau một ngày máy tuột nền cũng em xấu đi cha. Em đau gần 40 tiếng đồng hồ, mồ hôi nó ra nền em tuột hết. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà khi mà em bé ra đời á, thì cái cử chỉ và hành động của anh Hoàng á cũng gây một cái dấu ấn cho chị đúng không? Không, dấu ấn cho mẹ chị đầu tiên. Tại vì em là nằm trong phòng mổ mà bưng em bé ra thì sẽ tiếp xúc với bà ngoại với lại ba. Đó là khóc như mưa. Ai khóc? Ông mèo. Rồi bà ngoại chứng kiến trọn vẹn cái trọn cảnh vẹn đó luôn. Ôi trời ơi, anh mèo ơi, anh tâm cơ quá. Lấy trọn luôn tình cảm của mẹ vợ. Khóc như mưa. Trời ơi. Mẹ em á hả, bà vô trời ơi cái gì đâu mà nó khóc. Nhưng mà bà ngoại tả lại thế nào? Bà ngoại tả lại cái hình ảnh của con rể khi lúc đón cháu ngoại như thế nào? Bà ngoại tả là không biết sao mà ba nó khóc quá thì khóc, khóc y như đóng phim vậy đó. Không biết sao mà ba nó khóc quá thì khóc, khóc y như đóng phim vậy đó. Có khi là đóng phim được. Rất thích bà ngoại rồi đó. Thích bà ngoại rồi mà, nha. Mà chị ấy tả rất là vô tư. Nói rất vô tư chứ không có ý. Xỉu. Cuối cùng mẹ vợ cũng hoang mang là đẻ muỗng gạo cũng vậy hả chị? Y chang vậy cũng đó. Khóc y cũng chang khóc vậy. Y chang vậy. Anh mèo ảnh có là người hay khóc không? Anh có mít ướt không? Anh ổng mít ướt, mít ướt hơn em nhiều lắm. Dễ khóc lắm, cái gì cũng khóc được hết. Dễ xúc động. Dạ. Vậy là chắc mỗi lần mà chị giận cái năn nỉ chị là khóc, cho nên là chị cứ tha thứ hoài thôi. Ông cũng có mấy lần á, mấy lần giận quá chị giống như là ngang quá, ổng tức quá ông không biết làm sao ông khóc. Mẹ ơi em thích quá, anh thật là thú vị và cạc tun. Tức là sau khi mà bà ngoại vô, bà ngoại kể lại, em có mang cái thắc mắc đem đi hỏi ổng anh tại sao anh khóc không? Có, em có hỏi thì ổng nói là khi mà ẵm con ra thấy con lành lặn á, mừng trước tiên khóc. Là vì con mình nó bình thường, dạ, nó lành lặn. Đó là những cái mặt tích cực của anh Hoàng để mà xảy ra những cái mâu thuẫn của hai vợ chồng, thì chị Trâm nhìn vào đó và chị Trâm tha thứ hết. Những cái ngày đầu mà khi mà chăm bé từ bệnh viện về, mình vẫn chưa hồi phục được cơ thể của mình, thì ảnh có phụ mình được ban đêm ban hôm hay gì không? Không phụ được gì hết chị. Em, rồi ai chăm? Em vừa sanh xong là nằm ở bệnh viện 5 ngày là về nhà. Cái rất là tốt bụng, đi mượn tiền giùm bạn. Rồi xong cái bị xe đụng, may cái chân mấy mũi, rồi nằm kế bên em luôn. Làm bên chăm con bên chăm ổng. Bi kịch, cuộc đời chị bi kịch. Em kể không ai tin luôn á. Một mình ơn em xách nước lên tắm con. Rồi xong sẵn tiền tắm chồng. Trời ơi. Như ví dụ đoạn đó thì bị thương cái chân thôi gì, thì ví dụ như có nằm trên giường rồi dỗ dỗ con rồi vuốt ve con đồ phụ chồng không? Em là bị một cái gì thôi á, là giống như là đi chích ngừa thôi đó, một cái mũi kim nhỏ thôi mà ổng làm thấy ghê lắm. Người ta mới vừa để trời ơi đau, ổng sợ đau tới biểu cảm sống động vậy luôn à. Dạ hơi lố ha. Em hỏi gì, cái chân ổng mai có 4-5 mũi, cái bụng em mai 4-5 lớp. Đúng rồi mà đó. Đau chứ đau. Mà em phải chăm đó, hai đứa hai bên. Lúc đó tức không? Tức nhưng mà phải chịu đi, giờ sao giờ. Mẹ em chỉ ra vô lắc đầu. Mẹ chị sao? Nó đóng phim cái gì mà nằm hoài vậy? Vừa định nói. Chị lúc chị sanh bé đầu tiên thì bao lâu hai vợ chồng mới bút lịch trở lại? Năm. Cái gì? Bút lịch trở lại là sao? Không phải lịch về. Từ này là từ chuyên môn của hai chị em em. Em một năm năm mấy á. Hơn năm mấy. Dạ. Ồ. Thì tính lúc có bầu là đã 9 tháng mấy rồi. Là hai vợ chồng đã không đụng tới nhau. Rồi khi bé bao nhiêu tháng? Khi bé khoảng chừng 6-7 tháng. Dạ. Ai là người chủ động? Ông mèo. Tại ông đợi lâu quá. Đợi lâu quá năm mấy rồi. Đọc.
em cũng chưa sẵn sàng lắm, tại vì trông con mệt quá nên em cũng chả tha thiết với cái chuyện vợ chồng. Nhưng mà lúc đó chị có bị tự ti về cơ thể của mình không? Có chứ, tự ti lắm. Rồi anh có nhẹ nhàng với chị không? Thì em cũng nói dù cho mẹ mày sao cũng được hết á, ba vẫn yêu. Em đã suy nghĩ lần đầu tiên bút lịch trở lại ông Hoàng khóc rưng rưng dù không. Em mừng, em lố ghê lắm. Bây giờ thì hai đứa con rồi, cái gì cũng đã nói với nhau rồi, bực bội cũng đã nói rồi, bây giờ chị còn muốn nói gì nữa không, hay là chị có muốn nhắn gửi gì cho ai không? Đây, nhìn vô đây. Giờ cũng chả biết nhắn gửi cho ai, chắc nhắn gửi cho ấy thôi, là chỉ mong là ấy sẽ giữ lời hứa, sẽ sửa đổi, sẽ bớt vô tâm đi để lo lắng cho ba mẹ con nhiều hơn. Em xin được nhắn gửi tới anh Hoàng Mèo. Đừng khóc nữa. Anh vẫn cứ khóc đi. Thật sự ra là em rất là ít thấy đàn ông khóc, mà một khi đàn ông khóc là họ rất là thương đó, họ mới khóc. Anh đã có được những cái ưu điểm rất là tốt đó, rất là chung thủy. Và chị Trâm rất là tin tưởng anh ở cái điều đó. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, đó là anh hơi vô tâm. Mà cái này bản thân em cũng thấy. Nên là mong là anh để ý quan tâm tí xíu. Phụ nữ họ chỉ cần một lời nói thôi, nhẹ nhàng thôi, chăm con giùm, ẵm con giùm, đồ này nọ là ok rồi. Em xin được cảm ơn chị. Bạn ơi, nhờ bạn giới thiệu sơ lược về bản thân mình trước nha. Rồi, họ tên của bạn này cũng như công việc và nghề nghiệp của bạn á. Em tên Trang ạ, em 25 tuổi, em đang làm giáo viên ạ. Bạn nói to hơn chút xíu giúp mình nha, mình nghe nó hơi nhỏ hơn chút xíu á. Rồi, nhờ bạn giới thiệu lại giúp mình với. Dạ, em tên Trang ạ, em 25 tuổi, em đang làm giáo viên ạ, em đang sinh sống ở Đắk Lắk ạ. Họ tên của bạn luôn á bạn, cái gì Trang bạn ha? Nguyễn Cẩm Trang ạ. Nguyễn Cẩm Trang rồi, hiện tại là đang làm giáo viên ở Đắk Lắk rồi. Bạn sinh năm bao nhiêu bạn ha? Em sinh năm 99. Hiện tại là bạn ở Đắk Lắk cùng với ba mẹ luôn hay là đã ra riêng rồi bạn? Em ở một mình ạ. Cùng của mẹ bạn? Dạ em ở một mình ạ. Ở một mình rồi, hiện tại là gia đình mình là đang sống ở đâu bạn ha? Nhà em ở Đắk Lắk luôn chị. Đã ra riêng rồi? Dạ, nói chung em ở trọ thôi ạ. Dạ rồi. Anh nhà mình là còn anh chị em người thân gì không bạn? Ý là bao nhiêu anh chị em á? Nhà em có 3 người mà anh chị em thì lấy cho lập gia đình hết rồi ạ. Còn em nữa thôi ạ. Là cũng có còn ai đang sống cùng với ba mẹ chưa? Dạ có chị em ạ. Dạ rồi, vậy cũng ok ha. Rồi, nhờ bạn giới thiệu thêm giúp mình về ưu điểm và nhược điểm của bạn nha. Em tự thấy em cũng là người chăm chỉ ạ. Dạ em cũng thích nấu ăn. Còn nhược điểm là em cũng hơi lười dọn dẹp ạ. Rồi, chăm chỉ, có thể thao được không bạn? Lâu lâu em tập nhưng mà công việc của em hơi bận lắm nên là chắc một tuần em chỉ tập được 2-3 lần thôi. Công việc của mình là mình làm mình dạy cả ngày luôn hay là có khoảng thời gian nào rảnh nhiều không bạn? Thứ bảy chủ nhật thì là ngày nghỉ nhưng mà làm trường tư nên là em thấy rất là nhiều việc đó, cứ liên tục nên là giờ em cũng muốn tìm một người nào đó có thể đồng cảm với em trong công việc vì em rất là nhiều việc bận. Cũng hơi thường xuyên làm vào cuối tuần đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là làm ở nhà nhưng mà cứ nhập file này, điền file kia, làm kế hoạch này nên thật sự em không có quá nhiều thời gian rảnh đâu. Bạn chia sẻ thêm về mình giúp mình về cái phần tình trường của bạn nha, là bao nhiêu mối tình rồi nè, mối tình gần nhất là tìm hiểu là trong khoảng bao lâu rồi, tại sao mà mình không có đi xa hơn với nhau được nữa. Thì trước này em cũng là một người khá khó tính ấy ạ. Nên là đi học thì ví dụ các bạn bằng tuổi mà 8 thì em sẽ không thích lắm. Em muốn một người đàn ông nào đó trưởng thành chín chắn và ổn định cả về kinh tế nữa. Thì chắc chắn là trong quá trình đi học thời sinh viên á thì sẽ không tìm được cái đối tượng em không quen mà em chỉ tập trung cho việc học thôi. Nên em thấy là cái việc học của em khá là tập trung và nó cũng hiệu quả nữa. Nói chung là khá khó tính trong tình yêu cho nên là chưa có mối tình chính thức nào hay sao bạn? Dạ đúng rồi, chưa có mối tình chính thức nào ạ. Là cũng tập trung như tình yêu là ngó lộn mà tập trung vô công việc học của mình đó, là cũng không có nói chuyện tìm hiểu ai hết luôn. Dạ không, nói chung là rất là ngoan đi học với lại bố. Không muốn em không biết đi học mà yêu đương nên em rất là nghe lời. Dạ. Là hồi đó giờ là không tìm hiểu ai luôn. Dạ không ạ, còn lúc đi làm thì nói chung là em thấy nhiều việc quá với em không muốn yêu một người mà có nghề nghiệp giống em. Bây giờ em muốn quen một người đó nhà nước ổn định. Là giờ là sẵn sàng chưa?
Giờ là sẵn sàng rồi, chị bữa nay cũng thấy lớn tuổi rồi. Đúng rồi, vậy bây giờ là yêu là phải dành thời gian nha, phải sắp xếp nha. Dạ Phải vâng. sắp xếp từ hai phía luôn, chứ nếu mà mình đòi hỏi từ một phía như vậy thì cũng hơi tội nghiệp cho bạn nam á. Rồi, giờ mà nhờ bạn chia sẻ thêm giúp mình về cái đối tượng mà bạn mong muốn tìm hiểu nha, về ngoại hình, tính cách, rồi quê quán, tuổi tác, công việc luôn nè, càng càng chi tiết càng tốt nha. À dạ, bây giờ em muốn tìm một người nào đó trong khoảng từ 30 đến 40 tuổi cũng được. 30 tới bao nhiêu tuổi bạn? 40 ạ. 30 đến 40 tuổi, rồi. Chưa chưa có con riêng hay là chưa có lập gia đình, em không lấy một người. Rồi. Chưa có con riêng, chưa lập gia đình, rồi tiếp tục đi bạn. Em muốn người đó phải có công việc ổn định, kiểu như công an, bộ đội hay bác sĩ, đại khái là người của nhà nước, chứ em không muốn làm tư nhân. Là sao, công việc ổn định của bạn là những ngành nghề nào theo bạn là ổn định bạn? Em thấy như công an, bộ đội hay bác sĩ mà làm việc ở trong các đơn vị nhà nước đó, thì em thấy nó sẽ ổn định hơn, vì em làm tư nên em đang muốn tìm một người nào đó sẽ ổn định, có nghĩa là sẽ có lương cố định hàng tháng, còn em là lương có thưởng nhưng mà sẽ tháng thấp tháng cao nên em không muốn như thế nữa. Em muốn có một người ít tiền cũng được nhưng tháng nào nó cũng như thế và nó ổn định nhất. Công công việc ổn định làm trong ngành nghề bác sĩ rồi gì nữa bạn? Công an hay bộ đội đó cũng được. Rồi gì nữa không à? Là em không thích đẹp trai quá đâu, chỉ cần cao cao cỡ tầm trên mét bảy thôi, không cần đẹp trai đâu ạ. Dạ Ví dụ rồi. không có nghề nghiệp mà bộ đội với công an đâu bạn, tại vì ở mấy cái bạn đó khi mà tham gia chương trình thì nó cũng sẽ phức tạp về giấy tờ, nên là các bạn cũng ít có sự lựa chọn khi mà tham gia chương trình lắm, nên là mình cân nhắc lại có cái ngành nghề nào phù hợp hơn không. Thì em muốn công việc nói chung là đại khái là viên chức hoặc là công chức của nhà nước, với em không muốn làm tư nhân đâu, lương thấp hơn em cũng được nhưng mà cứ ổn định là được. Ừ, người ta kinh doanh được không bạn? Dạ cũng được, nhưng mà vậy thì phải có định hướng là sẽ ở Đắk Lắk đó, do em cũng muốn là sau này cũng sống lâu dài đây á. Là quê quán là muốn tìm cùng quê Đắk Lắk luôn hả? Dạ Gần gần Đắk Lắk được không? gần gần Đắk Lắk ạ, bởi Ừ, vì đằng gần gần Đắk Lắk trong khu vực nào mà bạn thấy ok á? dạ em muốn là ở trong Buôn Ma Thuột hoặc là các huyện lân cận thôi ạ, bởi vì Ừ, Đắk Lắk vậy là hơi khó nha, mình nói luôn nha, là như vậy là sẽ hơi khó, thời gian cũng hơi lâu á. nhỏ thì Ừ, em không nếu có như mà một cái vị trí cụ thể như vậy thì rất là khó cho chương trình đó bạn. dạ thì em cũng muốn cung cấp những thông tin để chương trình có thể mai mối cho em được một người mà nó phù hợp nhất, bởi vì nếu mai mối thì dễ nhưng mà để phù hợp nhất thì cũng khó, nên em cũng nghĩ là sẽ phải chuẩn bị thời gian. Còn nếu mà lân cận nó thì thật ra là Đắk Lắk nó hoang vu lắm, nếu mà xa quá là cũng đi qua rừng này sông kia rất là gian truân, nếu như hai vợ chồng không được làm gần nhau nên em nghĩ Ví là dụ, bây giờ ví dụ như mà quê quán người ta ở Đắk Lắk nhưng mà người ta hiện tại đang làm ở cái khu vực khác á, nhưng mà tương lai người ta cũng tính dự tính là người ta về Đắk Lắk á, thì có được không bạn? nếu mà chắc là em thì em vẫn muốn là ở đây, bởi vì em thấy cái lúc về nó lâu quá mà em chỉ muốn tìm một đống hoa cưới trong khoảng thời gian. Rồi Ok, mình ở đây là tụi chị cũng nói như vậy, ghi nhận hết những cái thông tin của em ở đây, nhưng mà tụi chị cũng sẽ nói thêm ha, là không có phải là ở ở đâu hay xa hay gần không có quan trọng đâu, chủ yếu là em có hợp với người đó không và người đó hợp với em không kìa. Đó, đó là mới là quan trọng, chứ bây giờ cứ xa hay gần, mà ví dụ như gần em mà người đó không có, ví dụ không có ở trong chương trình, không có cái anh nào mà phù hợp với tiêu chí của em hết thì em cũng phải chờ đợi rất là lâu luôn. Đó, nên là họ nếu như mà muốn nhanh thì là cũng phải mở những cái tư duy của mình ra, hoặc là mở nhiều rộng những cái khác của mình ra, chứ mà cứ bó buộc vào ở một cái khu vực nào đó thì cũng đâu có. Ví dụ như em ở đó mà em còn không tìm được người yêu nữa thì sao, tụi sao mà tụi chị có thể tìm được người yêu cho em được. Đó, đó là cái điều mà chị muốn nói ha. Tại vì xung đó như các bạn nói là mở rộng ra những cái khu vực khác. Ví dụ người ta hợp em chỉ có một cái người ta không ở Đắk Lắk thôi, nhưng mà ví dụ như khi mà người ta định hướng người ta về được ở chỗ của Đắk Lắk của em thì là cũng vẫn ok mà. Tại vì họ cuộc sống này nó phải luân chuyển đi đây đi đó, chứ đâu phải là muốn ở một chỗ mà không phù hợp với mình thì là có kiếm 100 năm cũng không có ai phù hợp với em hết. Cái này là chị chia sẻ thật, tại vì chị cũng có một cái bạn đó, bạn bạn mà bạn học ngày xưa luôn á, đến giờ cứ chăm chăm vô cái đó hoài là không có người, không có bồ luôn á. Cái này là chị chia sẻ thật để là cũng muốn là hả cho tụi em cũng phải hiểu ra nha. Đúng rồi, với lại mà khi mà bạn tham gia chương trình á, chương trình có tìm cho bạn một cái bạn phù hợp từ 60 đến 70% thôi, dữ lắm là được 75% thôi chứ không phải là giống 100%, nhưng mà bạn mong muốn được
Ồ, tại vì nếu như mà tìm được một cái người mà như bạn mong muốn thì ở bên ngoài bạn đã tìm được người đâu cần nhà chương trình đâu, đúng không? Cho nên là nó sẽ không, mình phải biết gọi là cân đo đong đếm giữa nhiều tiêu chí với nhau á. Mình phải biết lựa chọn cũng như là cảm thông cho nhau nữa bạn. Ồ, cho nên là nếu như mà một cái người mà phù hợp tất cả những cái tiêu chí với bạn á, mình không có nói trước là không có, nhưng mà có thể là sẽ rất lâu. Ồ, không biết là khi nào hết. Thì nếu như mà cái tiêu chuẩn của bạn nó chỉ dừng lại ở Đắk Lắk, ở trong cái ngành nghề như vậy thôi thì có thể là cũng chờ đợi hơi lâu á. Nếu mà bạn coi chương trình thì cũng có người ta chờ đợi 3 4 năm, có người ta chờ đợi hơn gì nữa. Nhưng mà mình con gái mà mình chờ đợi lâu quá nó cũng không tốt các bạn. Ừ, cho nên là mình cứ suy nghĩ kỹ cái tiêu chí của mình có thể là ưu tiên cái tiêu chí nào nhất, rồi có thể là cân đo đong đếm những cái tiêu chí còn lại như thế nào á. Em cũng đoán là với những cái ngành đầu dòng của em đó, thì nếu mà chương trình mà tìm được tương ứng cỡ hợp đến 50% những cái điều em mong muốn là quá tốt rồi. Tuy nhiên là nếu mà anh đó mà ở Đắk Lắk thì tiện, còn còn nếu mà không ở Đắk Lắk hoặc ở một tỉnh xa thì chắc là em sẽ chờ đợi thêm thời gian nữa. Rồi ngoại hình cao 1m7 ha, bạn cao 1m bao nhiêu bạn? Dạ em cao 1m6 ạ. 1m6. Rồi bạn nặng bao nhiêu ạ? Em nặng 48 49 kg, trong cái khoảng đó. Dạ rồi. Rồi, bạn nam về ngoài cái phần chiều cao ra thì có mong muốn gì thêm về ngoại hình của bạn nam không bạn? Không, em không phải là người quá gắt gao trong vấn đề ngoại hình đâu ạ. Ừ, Em chỉ tính cách. có tính cách thì biết quan tâm, biết chia sẻ là được ạ. Rồi. Rồi, có mong muốn gì thêm nữa không bạn? Thì em vẫn mong là sẽ có một thu nhập ổn định, bởi vì em Ừ. sợ em thì hơi Thu có nhập ổn định của bạn là từ khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu là ổn định bạn? từ 15 đến 20 thôi ạ. Rồi, 20. ok nha. Rồi, có gì thêm nữa không ạ? Dạ không, nói cho em không nhiều tiêu chuẩn lắm đâu. Thì đến gặp mà Không không nhiều tiêu chuẩn lắm mà toàn tiêu chuẩn khó không nha. dạ Cho nên là hôm nay là cái buổi trao đổi sơ lược trước thôi á, thì nếu như mà có cái người phù hợp, tương đối phù hợp với bạn rồi á thì sẽ có biên tập liên hệ với bạn để trao đổi cụ thể hơn nha. Nếu như mà hai bạn thật sự mà phù hợp với nhau mà có thể ghi hình được á thì chương trình sẽ gửi cho bạn cái lịch hẹn ghi hình sau. Dạ rồi, cảm ơn bạn. Dạ chị ơi, chị cho em hỏi xíu, ý là đây là chương trình bạn muốn hẹn hò là có cái nhiều phiên bản hả chị? Bạn muốn hẹn hò rồi muốn ăn trưa phải không chị? Em không chứ em đăng ký, em không nhớ là em đăng ký cái nào nữa. Bạn đăng ký bạn muốn hẹn hò cho nên là bạn muốn hẹn hò mới gọi bạn á bạn. Dạ còn muốn đăng ký muốn ăn trưa thì lại chương trình khác hả chị? Đúng rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ tham gia được một chương trình hẹn hò thôi nha. Nếu như mà bạn tham gia chương trình khác rồi á thì bạn sẽ khó có cơ hội để tham gia bạn muốn hẹn hò á, thì phải đợi rất là lâu á. Mà cái hẹn ăn trưa hiện tại là cũng đang không có ghi hình đó em ơi, chỉ có bạn Đúng đi rồi. hò thôi ha, nên là mình phải ghi hình bạn muốn hẹn hò đi em cho nó đỡ mất thời gian, chứ mà hẹn ăn trưa đang ốp rồi em à, đang tạm dừng. Cho mình ít thì bản thân chương trình ha, tên tuổi nghề nghiệp quê quán của mình nè. Dạ em có cần phải để camera mà hay là tắt Vẫn cũng được camera ha em ha. ạ? Dạ em chào các chị ạ. Em tên là Lô Ngọc Như Như, em sinh ngày 18 tháng 1 năm 2000. Thì quê quán của em là ở Thừa Thiên Huế, nhưng mà nhà em là vô Đồng Nai lâu rồi. Thì hiện tại là em đang làm bên nhân sự, kiểu bên mảng tính lương thưởng phúc lợi cho nhân viên. Là mình làm ở ở đâu em? Dạ em làm ở Bình Thạnh. Nhà mình ở Đồng Nai nhưng mà hiện tại là mình ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Là em ở đây với ai? Dạ em ở một mình. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu với lại tài lẻ của mình chị ha. Dạ điểm mạnh điểm yếu đó là cái gì ạ? Tài lẻ của em á, em biết hát hò thể dục thể thao hay may vá thiêu thùa vậy thì em cứ chia sẻ. Dạ điểm mạnh của em là em nghĩ vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của em, có nghĩa là em hơi cầu toàn một xíu. Em có ý là sống sống và làm việc có trách nhiệm. Còn điểm yếu là em không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc và lời nói. Còn sở,
còn cái gì ta, tài lẻ, sở thích gì đó. Tài lẻ thì em cũng biết hát nhưng mà ý là không có hay hát, hát cũng được thôi. Dạ. Sở thích thì chỉ có thích xem phim với đọc truyện. Cầu toàn thì sao? Cầu toàn trong công việc hay là cầu toàn hết tất cả mọi thứ? Dạ, em nghĩ là vừa trong công việc vừa trong cuộc sống bình thường. Người cầu toàn là người rất là kỹ tính, là khó tính. Đó, dạ. Thì em là tiếp dạng tiếp người như thế nào? Dạ, em bạn bè hay nhận xét em cũng là người khó tính. Khó tính dạ. Về cái gì em? Ví dụ như là giống như một trong công việc hay là trong đời sống thì em muốn tất cả mọi thứ là phải đinh theo cái kế hoạch của mình á. Có khi nào mà không theo kế hoạch và em vượt quá kế hoạch của mình không? Hoặc dạ, là thỉnh thoảng cũng có kế hoạch của mình thì em như thế nào? Nếu mà không có đúng theo là kế hoạch thì em sẽ cố gắng là đẩy nhanh tiến độ nhất có thể để có thể hoàn thành sớm nhất. Kế hoạch bị bỏ thì sao? Thật sự là em hiếm khi gặp trường hợp bị bỏ kế hoạch lắm ạ. Nhưng nếu như mà có một trường hợp nha, chị đã định nha. Nếu như em gặp trường hợp mà cái ví dụ như là em rủ một người nào đó đi chơi đi gì mà người ta trở hẹn với em hoặc người ta bất hẹn, em sẽ xử lý tình huống này như thế nào, và cái chị muốn biết là cái cảm xúc của em nó thể hiện ra bên ngoài nó như thế nào á. Nếu mà để kế hoạch mà báo trước cho em một ngày hoặc là một hai ngày á thì em có thể ok vẫn có thể tiếp tục kế hoạch của em một mình bây giờ luôn nè. Người ta lỡ kế hoạch, người ta nói ê ta không có đi được rồi hả, nhà ta có việc này kia kia nọ gì đó, hoặc là ta không sắp xếp được công việc giờ này ta chưa ra được, ví dụ như chiều nay ta mới ra được, thì bản thân em lúc đó như thế nào, cảm xúc với em, thái độ của em như thế nào? Em cảm xúc lúc đó của em có thể là hơi bực bội trong người, nhưng mà em sẽ hỏi các bạn là chính xác là có ra được hay không. Nếu mà ra được thì em vẫn sẽ đợi, còn nếu mà không ra được thì maybe có thể là em sẽ hẹn qua ngày khác. Nhưng mà nếu mà vẫn tiếp tục như vậy thì đối với em thì bản thân em là thường là sẽ cho người khác cơ hội 3 lần, nếu mà vượt quá 3 lần thì em sẽ end luôn cái mối quan hệ đó. End luôn có nghĩa là nghỉ chơi luôn. Dạ. À, khi mà người ta thất hẹn với em vậy chị có chị hỏi gì vậy, chị muốn là em thể hiện như thế nào, cảm xúc lúc đó là rất là tức giận hay là thể hiện ra bên ngoài hay như thế nào, hay là bản thân em xử lý tình huống đó làm sao? Ý là thì em hồi nãy em có nói là em có thể sẽ bực bội với chị. Chỉ là bực bội thôi chứ không la làng hay cái gì hết. Có nấu cơm không? Dạ không. Mấy cái lúc nóng tính thì em không có thể hiện ra bên ngoài, em chỉ bực bội trong lòng em thôi. Rồi mình nói về tình trường của mình xíu giùm chị nha. Dạ. Ý là từ xưa đến giờ thì em cũng không có quen ai hết chị. Chị là từ không có, em chưa có rung động bởi một ai, hay là em chỉ đơn phương người ta, hoặc là có nhiều người theo em nhưng mà em không thích hay sao? Em cũng có, ý là thích thì cũng có thích, nhưng mà sau khi tiếp xúc thì không có thích nữa, hoặc là có người thích em nhưng mà em cũng không thích người ta. Ở những người ta có những cái điểm gì mà em không thích? Tính cách hoặc là lời nói. Mình cũng phải tâm cách, em nói cách là như thế nào là không phù hợp với em đâu. Không. Dạ, giống như là trong cái cách giao tiếp đó, thì giống kiểu người ta sổ sàng quá, hoặc là người ta hay nói những cái giống kiểu nói sao ta, kiểu không có tinh tế thì em sẽ, đối với em là như thế nào là không tinh tế, ví dụ như người ta nói gì mà không tinh tế, hoặc là ví dụ như thế nào sổ sàng là thể hiện quá ở trong ngoài công cộng hay như thế nào, mình cụ thể ra giùm chị thì chị mới biết là em không thích những cái gì, thì để chị làm mai làm mối cho nó dễ. Dạ. Ví dụ như là giống như nói
Giống như có những chuyện mà không ảnh như thế nào và bây em nói là em không thích về tính cách thôi. Thì là tính cách của anh đó như thế nào mà em không thích? Quá sổ sàng là đi ra ngoài đường hay ôm ấp em hay là nắm tay nắm chân em hay sao? Dạ không, ý là sổ sàng là trong lời nói, kiểu nói chuyện mà nói những cái vấn đề mà người, ý là người người chưa có thân thiết với nhau nhưng mà nói những cái vấn đề mà quá thân thiết á, thì em không có thích. Vấn đề quá thân thiết của em là gì? Ví dụ như nói những chuyện thầm kín chẳng hạn. À dạ. Ừ. À, em không có thích. Nói chung là mấy cái người mà hay nói chuyện thầm kín này em không có thích. Dạ. Đó. À, là em thấy thôi là em connect luôn. Dạ. Ừ. Rồi còn còn những cái người mà em thích thì sao? Em thích tôi một ai không? Nãy em nói em có rung động á. À, chỉ là rung động tháng qua thôi chị. Tại hồi xưa đi học thì các bạn có một bạn nam hồi trước thì bạn ấy cũng kiểu học giỏi. À. Cũng nói chung là người cũng ưa nhìn. Ừ. Dạ. Rồi thì bây giờ nếu như mà mẫu, tại vì em là một người khá là khó tính nên là mẫu người của em chọn như thế nào rồi? Về ngoại hình, tính cách, công việc, quê quán, vùng miền. Về ngoại hình thì em thấy là trên cao trên 1m73. Em cao ngoại hình ưa nhìn là được ạ. Còn tính cách thì cao, cao mét mấy? Dạ em cao 1m58. Ừ, thì chị nghĩ là ví dụ như là anh đó cao 1m68 trở lên thì là cũng ok đó. 1m73, tại sao mà có số lẻ vậy? Thường ví dụ như mọi người kêu là ừ, ví dụ như em thích chàng trai cao 1m7 trở lên nha chị, còn em thì là 1m73 thì sao lẻ cái số 3 đó? Tại vì 1m7 nó mà ý là đứng so với em thì cũng không có thấy cao lắm. Em muốn cao hơn hơn xíu. Trời bà ơi, bà mơ có 1m58 luôn á. Là còn lùn hơn chị nữa. Chị cao 1m63 nè. Mà đối với em cái đó là chiều cao cũng phải là quan trọng lắm không? Cũng là yếu tố ưu tiên. Ừ, vậy là thích bạn đó cao. Rồi thích bạn đó như thế nào nữa? Dạ, ngoại hình ưa nhìn một xíu. Tính cách thì ưa nhìn là như ưa nhìn giống ai? Ưa nhìn của chị khác ưa nhìn của em. Nên là mình phải cụ thể giùm chị. Nói chung là ngũ quan hài hòa là được rồi chị. Không, chị không biết nha. Mấy cái này chị không có biết. Mình cũng phải cụ thể giùm chị nè. Cao, thấp, mập, ốm, hoặc khuôn mặt người ta có cái gì đó để cho em là thích. Ví dụ như một người, một bạn thì lại thích nó một cái anh mà khá là cười tươi. Còn không thì một cái anh chàng khá là trầm tính hay gì đó. Là mình cũng phải cụ thể như vậy giùm chị nè. Dạ. Ý là có người cười đẹp, người điềm đạm. Kiểu nói ít làm nhiều, biết quan tâm. Rồi công việc quê quán thì sao? Công việc quê quán thì em nghĩ là nếu mà có thì ưu tiên là ở Đồng Nai hoặc là các tỉnh lân cận như là Vũng Tàu, Sài Gòn. Nói chung là Lâm Đồng cũng bộ Lâm Đồng cũng được. Dạ. Còn về công việc thì làm về bên khối kỹ thuật hoặc là làm quân nhân hoặc là làm kinh doanh đều được. Rồi, ok thì chương trình cũng ghi nhận những hết những thông tin của em ở đây. Mà chị cũng nói luôn, không có ai mà hoàn hảo 10 trên 10 luôn á. Nên là bản thân em cũng vậy mà bản thân mọi người cũng vậy luôn ha. Nên là khi mà chương trình ghép thì chương trình cũng sẽ dựa trên những cái tiêu chí của em. Nhưng mà sẽ nằm ở 50-50 hoặc 60-40 gì đó. Chứ không phải là em yêu cầu hết 100% thì là như vậy ha. Nên là chị cũng nói em như vậy. Rồi, cảm ơn em nhiều. Có gì thì nếu như mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại với em nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em.